trường về 3 ngày mà không gọi thì nó bớt, nó hôi lắm. Thì từ ngày Thảo dùng gội đầu bằng chanh thì cải thiện tóc của gấu rất là nhiều, không còn bớt như ngày xưa nữa. Mỗi ngày nào mà không gội cho gấu á, thì tóc của gấu bớt mà hôi lắm. Hôm nay Thảo gội đầu cho gấu thì luôn tiện Thảo quay cái video này để lại cho các bà mẹ tham khảo khi con mình trong cái tuổi dậy thì cái hóc môn của nó thay đổi, thì thường là mồ hôi dầu. Thì mọi người coi Thảo cách Thảo làm như thế nào nhé. Mình chuẩn bị một miếng chanh. Đây, một miếng chanh, chanh vàng, chanh xanh gì cũng được hết. Thì mình chuẩn bị một miếng chanh, dầu gội, dầu xả cho con mình. Thì mình sẽ làm như thế nào cho các bạn thấy nhé. Và áp dụng cho người lớn, người già, người trẻ, trẻ em, đàn ông gì cũng được hết. Vì đây là chanh chứ không có một cái tác dụng nào hại đến da đầu trẻ nhỏ hết. Nhất là những người lớn mà bị gầu và vảy nến thì mình gội bằng chanh nó cũng cải thiện cái da đầu mình rất nhiều. Và đây mình cũng chia sẻ là da đầu của con mình á, mùa hè chơi ở ngoài biển với ngoài vườn, cái da đầu của con mình nó rất là đen. Từ ngày mình làm cái gội đầu bằng chanh thì cái da đầu của gấu nó trắng lên rất là nhiều, nó không còn bớt, không còn đen như lúc trước nữa. Và đây mình chuẩn bị bắt đầu mình thấm nước cho con mình là đều hết, ướt hết tóc. Rồi lúc đó mình mới để xà bông, shampoo lên trên mái tóc con mình. Đây, bây giờ mình làm ướt hết tóc rồi. Mình để shampoo lên nhé. Đây là shampoo. Mình đánh bọ. Đánh bọ. Massage. Mình không có lấy cái móng tay cào. Cào nó sẽ tổn thương tóc và nó gãy tóc rụng rất là nhiều. Đây mình massage. Phương pháp này cho tiệm, cho khách hàng thì khách nó cũng hài lòng và đến tiệm mình hoài. Khi mình tận tâm, mình làm những cái gội đầu mà về tự nhiên thì khách thích lắm. Các bạn thử áp dụng vào tiệm thử như thế nào nhé. Chưa ra nước nhiều. Mái tóc gội ra rồi thơm và mùi chanh là con mình lúc nào cũng thích, là mami gội đầu bằng chanh hết.
cũng có hai đứa con gái, Thảo biết rồi. Nên mình áp dụng như thế này thì các con cải thiện mồ hôi và các con đi học nó cũng tự tin lên rất nhiều trong trường. Nhẹ lấy cái 10 đầu ngón tay mình nó xà nhẹ cái làm chanh này thì một tuần Thảo làm cho gấu một lần, và tóc của Thảo cũng vậy, Thảo làm một tuần một lần cho tóc của Thảo vì cải thiện rất là nhiều khi da đầu mà mình đi ra nắng đi biển nó bớt rồi nó đen. Thì cái da đầu mình nó cũng giống như cái da mặt vậy, nó cũng cần trắng, cần làm cho trắng, chứ không phải là mình chỉ chăm sóc cái da mặt thôi chưa có đủ, cái da đầu nó cũng quan trọng lắm bạn. Thì đó, cái da đầu nó trắng thì nó hài hòa với cái khuôn mặt của mình, chứ cái da đầu mình đen bụi bẩn, lúc mình bận đồ đen thì mình thấy nó không được bắt mắt lắm. Thảo làm đây cho mọi người cùng nhau tham khảo và cùng Thảo làm đẹp chung. Nếu các bạn thấy có cái phương pháp nào hay thì các bạn có thể comment dưới phần video để chị em và mọi người chúng ta cùng nhau làm đẹp cho mình, cho con mình, cho cả gia đình và người thân của mình. Mình gọi xong rồi, chải rất là xuôi, không có còn rối như ngày xưa nữa nè. Thì các bạn có thể